Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi kiểm tra thực tế một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Hòa Vang. Cùng đi có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Tại dự án khu tái định cư trung tâm xã Hòa Bắc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nghe báo cáo về một số khó khăn vướng mắc của dự án. Đây là dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt từ năm 2017, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, quy mô 9,5 ha làm khu tái định cư phục vụ giải tỏa đường Hồ Chí Minh, và giai đoạn 2, quy mô 8,8 ha làm quy hoạch trạm y tế, đất ở chi lô, sân thể thao, công viên cây xanh. Tuy nhiên, đến nay dự án gặp nhiều vướng mắc, khó khăn về việc thuê nhà ở tạm để các hộ di chuyển đồ đạc, làm ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng của dự án. Mặt khác, các hộ thu hồi có cao trình nền nhà và sân hiện trạng cao hơn so với đường DT601 nên cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, hạ tầng nước sạch, xử lý nước thải tại khu tái định cư này cũng chưa được hoàn thiện, đảm bảo. Cũng trong sáng nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến kiểm tra tại dự án nâng cấp đường dẫn 2 đầu cầu Trường Định.